Thời gian, một khái niệm quen thuộc nhưng liệu chúng ta đã hiểu về nó? Chúng ta sống nhờ nó, đo lường nó và cảm nhận rõ ràng nó đang không ngừng trôi đi. Nhưng bạn có bao giờ tự hỏi, điều gì sẽ xảy ra nếu thời gian không hề thực sự tồn tại? Mọi thứ chỉ là một ảo ảnh thì sao? Liệu những chiếc đồng hồ tích tắc hay lịch trình chặt chẽ chỉ là công cụ để chúng ta sắp xếp thực tại? Một ý tưởng kỳ lạ, thậm chí đáng ngờ, nhưng lại đang được một số nhà khoa học hàng đầu thế giới cân nhắc một cách nghiêm túc. Đối với chúng ta, thời gian dường như là hiển nhiên. Nó mang đến một trật tự, một cấu trúc để chúng ta định hình vũ trụ xung quanh. Nhưng nếu thời gian không thực sự tồn tại thì sao? Hãy thử tưởng tượng, mọi quy tắc vật lý mà chúng ta tin tưởng, mọi công cụ đo lường mà chúng ta dựa vào, tất cả chỉ là sản phẩm của nhận thức. Có lẽ thời gian không phải là một thực thể vật lý độc lập, mà chỉ là cách chúng ta sắp xếp các sự kiện trong tâm trí. Một số nhà vật lý học nổi tiếng, bao gồm những người đứng đầu trong lĩnh vực lượng tử và thuyết tương đối, đã đặt ra câu hỏi táo bạo. Liệu chúng ta có thể mô tả vũ trụ mà không cần đến khái niệm thời gian? Họ lập luận rằng thời gian có thể chỉ là một sự đơn giản hóa, một ảo ảnh được tạo ra bởi cách bộ não con người diễn giải thực tại. Nếu điều này là thật, điều đó có nghĩa là toàn bộ nhận thức của chúng ta về vũ trụ cần phải được viết lại từ đầu. Chúng ta không chỉ nói về lý thuyết khoa học, điều này còn chạm đến những câu hỏi sâu sắc về bản chất của chính chúng ta. Nếu không có thời gian, liệu chúng ta còn có ý nghĩa gì? Thực tại sẽ như thế nào khi không còn dòng chảy của quá khứ, hiện tại và tương lai? Tôi là Kitten, và bạn đang xem tại Kitten Explorer. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá những góc nhìn bất ngờ, nơi mà thời gian không còn là một điều hiển nhiên, nó có thể chỉ là một trò chơi tâm trí của con người. Câu trả lời cho tất cả sẽ được hé lộ ngay bây giờ. Trong suốt nhiều thế kỷ, ý tưởng về thời gian dường như là một khái niệm đơn giản, bất biến và không thể tranh cãi. Isaac Newton, một trong những nhà tư tưởng vĩ đại nhất lịch sử, đã hình dung thời gian như một hạng số tuyệt đối, vận hành độc lập và không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ điều gì. Theo Newton, thời gian là nhịp điệu chung của vũ trụ, một dòng chảy đều đặn không bao giờ thay đổi, giống như một chiếc đồng hồ khổng lồ vận hành chính xác đến từng giây. Nhưng vào đầu thế kỷ 20, Albert Einstein đã làm rung chuyển nền tảng của quan niệm đó. Với lý thuyết tương đối mang tính cách mạng, Einstein đã chỉ ra rằng thời gian không phải là một đại lượng cố định và tuyệt đối như Newton tin tưởng. Thay vào đó, thời gian và không gian hòa quyện với nhau, tạo thành một thực tại được gọi là không thời gian. Theo Einstein, thời gian là tương đối, bị ảnh hưởng bởi tốc độ chuyển động và trường hấp dẫn. Ví dụ, một phi hành gia di chuyển gần tốc độ ánh sáng sẽ cảm nhận thời gian trôi qua chậm hơn rất nhiều so với người đang đứng yên trên trái đất. Ngoài ra, thời gian cũng có thể bị nén hoặc kéo giãn bởi các vật thể có khối lượng lớn như hành tinh hoặc sao neutron. Thậm chí, ở gần lộ đen, nơi trọng lực cực kỳ mạnh, thời gian có thể gần như dừng lại so với quan sát từ bên ngoài. Phát hiện này không chỉ thay đổi cách chúng ta hiểu về vũ trụ, mà còn mở ra những câu hỏi lớn về bản chất thực sự của thời gian. Tuy nhiên, ngay cả khái niệm không thời gian của Einstein cũng không phải là điểm kết thúc. Một số nhà vật lý hiện đại đang tiến thêm một bước táo bạo hơn. Carlo Rovelli, một trong những nhà tiên phong trong lý thuyết lực hấp dẫn lượng tử vòng, đã lập luận rằng thời gian không phải là một thực tại cơ bản của vũ trụ. Trong cuốn sách Trật tự thời gian, Rovelli gợi ý rằng thời gian chỉ là một cấu trúc mà chúng ta áp đặt lên thế giới để giúp bộ não sắp xếp và hiểu được sự hỗn loạn của thực tại. Theo Rovelli, ý niệm về thời gian là kết quả của cách chúng ta cảm nhận sự thay đổi và áp đặt nguyên nhân, kết quả vào chuỗi sự kiện. Ông đặt câu hỏi, nếu chúng ta loại bỏ cách nhìn nhận giới hạn của con người, liệu thời gian có còn ý nghĩa? Đáng chú ý, lý thuyết của Rovelli không chỉ là ý tưởng triết học, mà còn là một phần của nỗ lực hợp nhất hai trụ cột lớn của vật lý hiện đại, thuyết tương đối và cơ học lượng tử. Craig Callender, giáo sư triết học tại Đại học California, cũng đưa ra quan điểm tương tự. Callender cho rằng, thời gian chỉ tồn tại khi chúng ta chia nhỏ thế giới thành các hệ thống con và xem xét mối quan hệ giữa chúng. Điều này dẫn đến một câu hỏi lớn hơn. Nếu thời gian là ảo ảnh, làm thế nào chúng ta có thể giải thích thực tại theo cách khác? Những ý tưởng này không chỉ đến từ triết học, mà còn bắt nguồn từ cơ học lượng tử. Trong khi thuyết tương đối rộng của Einstein mô tả thời gian là một phần nội tại của vũ trụ ở quy mô lớn, cơ học lượng tử vốn nghiên cứu các hạt cơ bản ở quy mô cực nhỏ lại không hề coi thời gian là một yếu tố cơ bản. Trên thực tế, các phương trình lượng tử hoạt động hoàn toàn tốt mà không cần khái niệm thời gian. Điều này khiến các nhà vật lý đặt câu hỏi, liệu thời gian có phải là một tiện ích mà chúng ta tạo ra để hiểu thực tại, hay nó thực sự tồn tại độc lập? Thời gian từ lâu đã được coi là một phần không thể tách rời của thực tại. Chúng ta đo lường, theo dõi
và thậm chí quản lý cuộc sống xoay quanh nó. Nhưng ở cấp độ cơ bản nhất, liệu thời gian có thực sự tồn tại hay nó chỉ là một ảo ảnh do cách chúng ta quan sát vũ trụ? Trong thuyết tương đối rộng của Einstein, thời gian được đan xen với không gian, tạo nên một tấm vải không thời gian, có thể bị bẻ cổng và kéo giãn bởi tốc độ cực cao hoặc lực hấp dẫn mạnh. Hiện tượng này giúp giải thích những bí ẩn như giãn nở thời gian gần lỗ đen hoặc trong các chuyến du hành với tốc độ ánh sáng. Tuy nhiên, khi chúng ta bước vào thế giới lượng tử, nơi các hạt nhỏ bé hơn cả nguyên tử tồn tại và hoạt động, thời gian trở thành một khái niệm kỳ lạ. Thay vì một dòng chảy liên tục, cơ học lượng tử lại cho thấy thời gian chỉ xuất hiện khi có sự tương tác giữa các hạt hoặc khi có người quan sát theo dõi. Một điểm khác biệt đáng kinh ngạc là cơ học lượng tử không cần một mũi tên thời gian, một khái niệm thời gian chạy từ quá khứ đến tương lai như chúng ta quen thuộc. Một số phương trình tiên tiến thậm chí không bao gồm thời gian, chẳng hạn như phương trình Wheeler-DeWitt, mô tả vũ trụ mà không cần một dòng thời gian cụ thể. Theo nhà vật lý Carlo Rovelli, thời gian không phải là một yếu tố cơ bản của thực tế, mà chỉ là cách chúng ta tổ chức các sự kiện. Trong lý thuyết hấp dẫn lượng tử vòng, thời gian không còn giữ vai trò trung tâm. Thay vào đó, vũ trụ được mô tả như một mạng lưới các sự kiện, những tương tác liên tiếp giữa các hạt. Hãy tưởng tượng bạn đang xem một bộ phim. Thực tế, bạn chỉ đang quan sát một chuỗi hình ảnh tĩnh nối tiếp nhau với tốc độ cao, nhưng bộ não của bạn hợp nhất chúng thành một câu chuyện liên tục. Rovelli cho rằng, vũ trụ của chúng ta hoạt động theo cách tương tự. Các sự kiện xảy ra từng đợt, giống như những quân domino đổ nối tiếp nhau. Điều này dẫn đến một câu hỏi thú vị. Nếu không có thời gian, điều gì xác định sự tiến hóa của vũ trụ? Một số nhà vật lý, bao gồm cả Rovelli, cho rằng chúng ta nên từ bỏ ý niệm về thời gian như một thực tại khách quan. Thay vào đó, họ đề xuất rằng thời gian chỉ là một công cụ mà bộ não con người sử dụng để hiểu sự phức tạp của thực tại. Thời gian không phải là một chiếc đồng hồ vũ trụ đang tích tắc, mà chỉ là cách chúng ta nhận thức và sắp xếp các tương tác của các hạt. Những ý tưởng này không chỉ thách thức hiểu biết truyền thống, mà còn mở ra cánh cửa cho những câu hỏi lớn hơn. Nếu thời gian không tồn tại, thực tại của chúng ta sẽ trông như thế nào? Dù chưa có lời giải cuối cùng, những nghiên cứu này đang thay đổi cách chúng ta nhìn nhận vũ trụ và bản chất thực tại, thúc đẩy con người tiến xa hơn trong việc khám phá những bí ẩn sâu thẳm của không thời gian. Thời gian, một khái niệm quen thuộc mà chúng ta sử dụng hàng ngày, lại trở nên mơ hồ và đầy bí ẩn khi chúng ta tiến vào thế giới lượng tử. Ở cấp độ lượng tử, thời gian không phải là một thực thể độc lập, mà là kết quả của sự vướng víu lượng tử giữa các hạt. Trong nghiên cứu này, các nhà khoa học đã sử dụng một mô hình để kiểm tra cách thời gian xuất hiện. Mô hình bao gồm hai hệ thống, một trạng thái dao động điều hòa, mô phỏng sự chuyển động của hạt, và một tập hợp các nam châm lượng từ cực nhỏ, đóng vai trò như một chiếc đồng hồ. Khi hai hệ thống này bị vướng víu với nhau, phương trình Schrödinger, nền tảng của cơ học lượng tử, tiết lộ rằng thời gian không tồn tại như một yếu tố riêng biệt. Thay vào đó, nó được thể hiện qua trạng thái của các nam châm lượng tử, tức chiếc đồng hồ này. Khi mở rộng kết quả nghiên cứu ra quy mô lớn hơn, các nhà khoa học phát hiện rằng những phương trình phức tạp trong cơ học lượng tử có thể đơn giản hóa thành các phương trình vật lý cổ điển. Điều này cho thấy, dòng chảy thời gian mà chúng ta cảm nhận thực chất là kết quả của sự vướng víu lượng tử ở cấp độ vi mô. Thậm chí, chính dòng chảy thời gian trong thế giới vi mô cũng bị ảnh hưởng bởi cơ chế này. Đáng chú ý, trong một hệ thống không có vướng víu lượng tử, thời gian không xuất hiện. Ở trạng thái này, các hạt chỉ tồn tại trong một thực tại cố định, không thay đổi, một thế giới mà thời gian hoàn toàn vắng bóng. Các kết quả này gợi ý rằng thời gian không phải là một hiện tượng cơ bản của vũ trụ, mà là một cách chúng ta nhận thức sự vướng víu giữa các hạt trong thế giới lượng tử. Thay vì là một dòng chảy liên tục, thời gian có thể được xem như các chuỗi sự kiện nối tiếp nhau, giống như từng quân domino đổ xuống, từng bước tạo nên cảm giác về thời gian đang trôi. Với phát hiện này, chúng ta có thể đang tiến gần hơn đến việc giải quyết vấn đề thời gian, một cuộc xung đột cơ bản giữa thuyết tương đối rộng và cơ học lượng tử. Và câu hỏi lớn đặt ra là, nếu thời gian thực sự chỉ là một ảo ảnh lượng tử, thì thực tại mà chúng ta đang sống là gì? Thời gian luôn là một trong những câu hỏi sâu sắc nhất của nhân loại. Nhưng nếu thời gian không phải là một yếu tố cơ bản của thực tại, vậy tại sao chúng ta cảm thấy nó rất thật? Chúng ta nhận thức quá khứ, hiện tại và tương lai là khác biệt, nhưng có thể tất cả chỉ là một sản phẩm của cách bộ não chúng ta diễn giải thế giới. Carlo Rovelli, nhà vật lý lý thuyết nổi tiếng, lập luận rằng dòng thời gian mà chúng ta cảm nhận được, hành trình từ quá khứ đến tương lai, chỉ đơn giản là kết quả của việc chúng ta không thể nhìn thế giới với tất cả các chi tiết vĩ mô của nó. Thực tế, kiến thức hạn chế buộc chúng ta phải trải nghiệm thế giới một cách đơn giản hóa. Điều này khiến thời gian dường như trôi qua từng khoảnh khắc, trong khi thực ra, có lẽ mọi thứ xảy ra cùng một lúc.
Rovelli nhấn mạnh rằng một yếu tố then chốt trong nhận thức thời gian là entropy, một khái niệm quan trọng trong nhiệt động lực học. Theo định luật thứ hai, entropy, hay mức độ hỗn loạn trong một hệ thống, luôn có xu hướng tăng theo thời gian. Rovelli cho rằng, mũi tên thời gian, lý do khiến chúng ta cảm nhận thời gian chuyển động về phía trước, chính là hệ quả của sự gia tăng entropy này. Thế nhưng, bản thân thời gian không thực sự trôi qua, thay vào đó, vũ trụ của chúng ta đang ngày càng trở nên hỗn loạn hơn. Ví dụ, khi vũ trụ bắt đầu, nó ở trạng thái có entropy rất thấp, một trạng thái cực kỳ có trật tự. Kể từ đó, entropy chỉ tăng lên, tạo ra ảo giác rằng thời gian trôi về phía trước. Không phải ai cũng đồng tình với Rovelli. Lee Smolin, một nhà vật lý khác, cho rằng thời gian không phải là ảo ảnh. Trong cuốn sách Time Reborn, Thời gian tái sinh, ông lập luận rằng thời gian là một phần cơ bản của vũ trụ, giống như vật chất và năng lượng tạo nên các vì sao. Theo Smolin, bản thân các quy luật vật lý có thể thay đổi theo thời gian. Ông tin rằng, chỉ khi công nhận tính hiện thực của thời gian, chúng ta mới có thể tiến gần hơn đến những bước đột phá trong vật lý và giải mã các bí ẩn của vũ trụ. Smolin cũng phản bác rằng, cách nhìn nhận thời gian như một ảo ảnh có thể làm chúng ta bỏ lỡ cơ hội khám phá các khía cạnh mới của thực tại. Nếu các quy luật vật lý là không cố định mà tiến hóa cùng thời gian, thì thời gian có thể là chìa khóa để hiểu cách vũ trụ thực sự vận hành. Vậy đâu là sự thật? Thời gian có phải chỉ là một sản phẩm của nhận thức con người, một ảo ảnh sinh ra từ trí óc chúng ta, hay nó là một phần không thể thiếu của cấu trúc vũ trụ? Những câu hỏi này đẩy chúng ta vào một hành trình vượt xa những giới hạn của nhận thức và vật lý hiện tại. Hầu hết các nhà vật lý vẫn đứng về phía thời gian thực sự tồn tại, bởi vật lý hiện đại không chỉ dựa trên triết học mà còn phải tuân theo các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của tính toán và kiểm nghiệm thực nghiệm. Chỉ những mô hình toán học có thể được kiểm tra, xác minh hoặc làm sai mới thực sự giúp chúng ta hiểu được thực tại. Vì vậy, mặc dù các lý thuyết như đa vũ trụ hay ảo ảnh thời gian có thể là những ý tưởng hấp dẫn, nhưng chúng không thực sự hữu ích nếu không thể kiểm nghiệm. Ý tưởng rằng thời gian không phải là yếu tố cơ bản của thực tại nghe có vẻ khó tin, nhưng nó không phải là mới. Vật lý hiện đại, đặc biệt là thuyết tương đối rộng của Einstein, đã làm lung lay những khái niệm lâu đời. Ví dụ, lý thuyết này đã tái định nghĩa lực hấp dẫn, không còn là một lực cơ bản như Newton từng miêu tả, mà là kết quả của đồ công không thời gian. Liệu điều tương tự có thể xảy ra với chính khái niệm thời gian? Ở cấp độ lượng tử, nơi các hạt nhỏ nhất của vũ trụ vận hành, thời gian không còn xuất hiện như một dòng chảy liên tục. Thay vào đó, các lý thuyết như loop quantum gravity, trọng lực lượng tử vong, đã gợi ý rằng thời gian có thể không tồn tại ở cấp độ cơ bản này. Chúng ta có thể đang sống trong một vũ trụ nơi thời gian chỉ là một hiện tượng nổi lên từ các tương tác phức tạp của các hệ thống lớn hơn, giống như cách nhiệt độ nổi lên từ sự chuyển động của các phân tử. Nếu đúng, điều này sẽ đặt ra câu hỏi quan trọng. Thời gian mà chúng ta cảm nhận có phải chỉ là sản phẩm của nhận thức được não bộ tạo ra để đơn giản hóa việc hiểu thế giới, hay đó là cách chúng ta giải thích sự thay đổi không ngừng trong vũ trụ xung quanh mình? Vấn đề không chỉ nằm ở thời gian mà còn ở chính mục tiêu của vật lý. Vật lý không phải là con đường tìm kiếm sự thật tuyệt đối, thay vào đó, nó xây dựng những mô hình dự đoán đáng tin cậy. Như Einstein đã làm với lực hấp dẫn, một lý thuyết tương lai có thể thay đổi cách chúng ta hiểu thời gian. Nhưng để làm được điều đó, lý thuyết này phải vượt qua những thí nghiệm thực tế và quan sát mà các lý thuyết hiện tại đã giải thích rất tốt. Nếu thời gian thực sự không tồn tại, thì các nhà khoa học cần xây dựng một mô hình mới có thể thay thế hoàn toàn cách chúng ta đo lường và hiểu nó hiện nay. Một nhiệm vụ đầy thách thức, nhưng không phải là không thể. Và những thử nghiệm trong tương lai có thể là chìa khóa mở ra những bí mật này. Mặc dù nhiều nhà khoa học đã nghi ngờ bản chất của thời gian, chưa có một lý thuyết nào thực sự chứng minh được điều đó một cách dứt khoát. Tuy nhiên, nếu nhiều bài báo nghiên cứu từ những góc nhìn khác nhau liên tục xác nhận rằng thời gian không phải là yếu tố cơ bản, chúng ta có thể phải đối mặt với một sự thật khó tin. Thời gian có thể chỉ là một ảo ảnh lớn nhất mà con người từng biết đến. Nhưng nếu thời gian là ảo ảnh, thì điều này sẽ ảnh hưởng ra sao đến cách chúng ta hiểu vũ trụ? Làm sao chúng ta có thể vận hành một cuộc sống, một xã hội mà không có khái niệm về thời gian? Những câu hỏi này không chỉ là bài toán của vật lý, mà còn chạm tới triết học, tâm lý học và cách chúng ta định nghĩa bản chất thực tại. Cảm ơn bạn đã cùng tôi khám phá một góc nhìn mới về thời gian, liệu nó có thực sự tồn tại hay chỉ là một ảo ảnh. Vậy còn bạn, một người đồng hành trong vũ trụ bao la này, bạn nghĩ gì về bản chất thực sự của thời gian? Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn ở phần bình luận. Đừng quên nhận đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những khám phá khoa học hấp dẫn tiếp theo cùng Kitten Explorer. Cảm ơn bạn đã theo dõi. Tôi là Kitten và hẹn gặp lại bạn trong video tiếp theo.